Dẫn đầu tiên là cái tay này của bạn này, nếu mà mình lật theo hướng từ tay phải của mình qua trái đó, tay phải của mình qua trái mà ngược lại là tay bên tay trái của bé qua, thì cái tay này các bạn nhớ là hướng dẫn cho bé đưa lên trong trạng thái như thế này để tạo cái thói quen cho bé luôn. Tạo thói quen cho bé mỗi lần lật là bé sẽ đưa tay về hướng này để tránh khi mà lật úp qua thì cái tay nó sẽ nằm bên dưới người và khó mà rút được lên ha. Rồi mình sẽ dùng cái chân này của bé bẫy trợ giúp cho bé bẫy chân này. À, 1, 2 bạn, còn phần trên thì bé sẽ tự bẩy qua đó. Bạn này cũng khá là rành rồi, tập lật đầu 2-3 hôm nay cũng khá là rành rồi. Và trước mặt của bé nha mọi người, trước mặt của bé là luôn có những cái đồ mà tạo cái sự sức hút, thì khi mà mình lật qua rồi đó là bé sẽ ngẩng cao đầu và xem những cái vật trước mắt. Mình có thể dùng những cái vật lúc lắc cũng được để tạo cái sự chú ý cho bé ha. Cái phần lưng và đầu này bé ngóc rất là cao đầu thẳng đó. Rất là thích thú. Và cái phần này thì mình đặt ở đây, lỡ mà có mỏi thì bạn ấy có thể ốp cái mặt, cái phần mặt của mình xuống đó. Thậm chí là còn trườn được luôn nha, trườn được luôn nha mọi người. Rất là thích thú luôn. Rồi sau cái khoảng thời gian mà mình cho bé thử cái cảm giác nằm úp cũng như là xem những cái vật dụng phía trước, thì mình sẽ giúp bé nằm ngửa ra trở lại. Mình giữ cái phần đầu này của bé và dùng tay này lật ra trợ giúp cho bé là ok. Và mình sẽ làm về một bên nha, làm một bên, hướng dẫn về một bên cho bé trước, thì sau này mình sẽ hướng dẫn bên ngược lại, nhưng mà để cho bé thuận trước, cái bên nào bé thuận thì mình sẽ hướng dẫn về một bên trước ha. Và mình tập lại một lần nữa này, đưa bàn tay này lên ha, tạo cái thói quen cho bé luôn. Ok ok, chỉ cần bằng phần chân thôi, còn cái phía nửa phần trên thì bạn ấy đã tự mình để bày qua được rồi. À, 3 tháng rưỡi đây là coi như là cái thời điểm vàng để mà mình giúp bé tập lật. Và thường thì có những bé sẽ lật trước 3 tháng, có những bé thì trong cái khoảng thời gian 3 tới 4 tháng rưỡi ha. Ok.